tìm đến chốn thiền môn, quỳ xuống trước điện Phật Di Đà, tịnh tâm khói trầm tòa hương bay, cầu sám hối giác tha diệu thiện lành. Nguyện mong ở trong lúc thiền quán được thấy Đức Phật A Di Đà, liên hoa chín phẩm ngài tiếp dẫn, độ tận cho chúng sinh cõi ta bà. A Di Đà Phật trang nghiêm thánh tịnh, hóa thân vô số Bồ Tát Phật đạt, công đức vô lượng bốn tám nguyện lớn vang danh, chuyển khắp nhân thiên bốn loài. A Di Đà Phật con xin phát tâm thương niệm bốn chữ A Di Đà Phật, vãng sanh cõi tịnh Tây Phương, ngũ nhạc hoan ca Phật Thọ Ký Châu, con xin về. Trong lúc thiền quán được thấy Đức Phật A Di Đà, liên hoa chín phẩm ngài tiếp dẫn, độ tận cho chúng sinh cõi ta bà. A Di Đà Phật trang nghiêm thánh tịnh, Bồ Tát Phật đạt, công đức vô lượng bốn tám nguyện lớn vang danh, chuyển khắp nhân thiên bốn loài. A Di Đà Phật con xin phát tâm thương niệm bốn chữ A Di Đà Phật, vãng sanh cõi tịnh Tây Phương, ngũ nhạc hoan ca Phật Thọ Ký Châu, con xin về. A Di Đà Phật trang nghiêm thánh tịnh, hóa thân vô số Bồ Tát Phật đạt, công đức vô lượng bốn tám nguyện lớn vang danh, chuyển khắp nhân thiên bốn loài. A Di Đà Phật con xin phát tâm thương niệm bốn chữ A Di Đà Phật, vãng sanh cõi tịnh Tây Phương, ngũ nhạc hoan ca Phật Thọ